Sông buồn màu tím qua lục bình, màu qua tê tái cho lòng ai nhớ ai. À, thì ra là mày. Con gà thì kêu con gà đi, bị đặt kích chen kích chen. Hôm bữa nghe Bảo Ngọc lại mà cái kích chen này mình đâu có biết đâu, mình nói là không có cái món đó, cái nghe Ngọc giận mình luôn à. Hôm nay thì hết trời luôn rồi nha. Kích chen ơi là kích chen, hôm nay ta sẽ cho ngươi vô nồi thôi nè. Thấy con kích chen thì ta lại thèm lẩu gà. Oh yeah. Mọi người ơi, chúng ta cùng vào bếp và làm món lẩu gà nha. Let's go. Để làm món lẩu gà thì Hương chuẩn bị một con gà. Gà này là gà vườn nha các bạn, nó rất là dai ngon nha. Khi mà mình nấu lẩu á, mình cần hầm cho nước nó ra ngọt á, thì mình chọn gà vườn như thế này, nó có độ dai á, thì mình hầm nó thịt nó không có bị mềm thì nó sẽ rất là ngon luôn. Con gà này hơi to ha, hồi sáng mình mua là người ta cân là 1,8 kg đó các bạn, rất là ngon luôn. Gà này hầm là tuyệt vời. Ngoài ra thì còn có nấm nè, đây là nấm bào ngư nha, đây là nấm bạch tuyết nè, củ hành tím, củ tỏi ha, và hai trái tứ quý để mình đâm muối ớt á, mình hặn vô á, mình ăn nó rất là ngon luôn. Hành lá nè, củ cải trắng, củ cải đỏ, một ít rau thơm và cải để ăn kèm, và đây là củ hành tây nha. Hương chuẩn bị một trái dừa, Hương mua một trái dừa về Hương để vô đây là gần 1 lít đó các bạn. Ngoài ra thì còn có các gia vị thông thường như là đường nè, muối, bột ngọt, hạt nêm. Và bây giờ chúng ta sẽ vào bếp và bắt đầu làm nha các bạn. Mình sẽ đi chặt gà và ướp nha. Mình sẽ cho vào đây 3 muỗng cà phê hạt nêm nè, 1 muỗng cà phê bột ngọt, 1 muỗng cà phê muối. Và tiếp theo là đường nha. Đường thì mình sẽ cho 2 muỗng cà phê và mình cho tỏi băm vào đây nha. Sau đó thì mình sẽ trộn đều lên nè. Mình trộn đều lên rồi mình ướp khoảng 30 phút thì mình mới bắt đầu nấu nha các bạn. Trong khi chờ đợi thì mình sẽ đi cắt củ hành tím ra nè. Hành tím thì mình băm nhuyễn một củ thôi, còn lại thì mình sẽ cắt đôi để mình hầm ha. Hành tím mình băm nhuyễn này để chút xíu nữa mình xào với dầu á, và mình để gà vô mình xào để cho gà có mùi thơm đó các bạn. Củ hành tây thì mình sẽ cắt múi cao nha. Củ cải trắng thì mình cắt miếng nhỏ vừa ăn ha, cắt tùy ý các bạn nè. Bạn nào làm xiên thì mình có thể tỉa hoa nha, hoặc là mình cắt như thế này cũng được.
Sau khi ướp gà rồi á, thì bây giờ mình sẽ đi xào nha các bạn. Bắt cái nồi nóng lên, cho dầu ăn vào và cho hành tím vào mình phi thơm ha. Mình phi đến khi hành tím vàng á, thì mình cho gà vào mình xào nè. Mình nên xào gà như thế này để gà có mùi thơm nha các bạn. Mình xào hơi lâu một chút nha. Sau đó thì mình đậy nắp lại, mình nấu khoảng 5 phút nha. Lưu ý là lúc này mình chưa cho nước vào nha các bạn, mình chỉ xào với dầu và hành thôi đó. Bây giờ mình dỡ nắp nồi ra, xào sơ và mình cho nước dừa vào nha. Và bây giờ mình đậy nắp lại và nấu khoảng 10 phút ha. Sau khi nấu 10 phút thì mình dỡ nắp ra nè và mình cho nước vào nha các bạn. Mình cho thêm nước lạnh khoảng 1 lít rưỡi đến 2 lít nữa nha. Tiếp theo thì mình sẽ cho củ cải trắng vào lúc này nha. Củ cải đỏ nó chín nhanh hơn á, nên mình sẽ cho vào sau nha. Nồi gà rất là hấp dẫn luôn các bạn ơi. Bây giờ Hương cảm thấy rất là đói bụng luôn rồi nè. Các bạn có đói không? Trời mưa lạnh lạnh mà trong nhà có cái nồi lẩu như thế này thì còn gì tuyệt vời bằng nữa nè. Bây giờ thì mình sẽ cho củ hành tây vào ha, và hành lá vào nè. Còn cái phần nấm á, là khi nào mình ăn á, thì mình sẽ cho vào sau nha các bạn. Đây là rổ rau và nấm mà Hương đã chuẩn bị nè các bạn. Kèm theo một chén muối ớt Hương vừa đâm nha. Rất là hấp dẫn đúng không mọi người? Gà chấm muối ớt thì còn gì mà tuyệt vời hơn nữa. Món này mình ăn kèm với bún hoặc là mì đều ngon nha. Vậy là món lẩu gà của Hương đã hoàn thành rồi nè. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết clip của Hương nha. Nếu như mà thấy clip của Hương hay và hữu ích thì các bạn hãy bấm đăng ký kênh, bấm like để ủng hộ Hương nha. Hương xin cảm ơn rất là nhiều luôn. Bây giờ chúng ta phải tạm biệt rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở những clip sau nha.
Bye bye.